À, kính chào các bác anh chị, đây là cái chương trình đặc biệt thầy nói về cái một cái bộ kinh gọi là Bát Nhã Tâm Kinh. Cho nên trước khi mà trở thành cái mạng lưới thì mình phải có cái tâm thức tập thể. Mà thế nào tâm thức mạng lưới là khi nào mình ra ngoài mình gặp người này người kia, có tổ chức này tổ chức kia, và mình sống với cái hội, mình nghĩ rằng là mình và cái hội là một, mình là cái công đoàn hay là cái cộng đồng là một. Và khi mình suy nghĩ cái gì thì mình nghĩ suy nghĩ tới cho tất cả cái cộng đồng. Thì cái mạng lưới chỉ là một sự mở rộng ra của gia đình mà thôi. Cho nên ấy, hồi xưa ông Khổng Tử ông nói hay là tu thân, tề gia rồi mà trị quốc. Thì tề gia là cái tập hợp nhỏ mà trị quốc là tập hợp lớn hơn. Thì giữa cái tề gia đó, gia đình của mình ấy, và đất nước đó, thì chính là cái tâm thức tập thể mà diễn biến tới cái tâm thức gọi là cả một quốc gia. Cho nên là hồi xưa các vị mà mình gọi là thánh nhân họ đã thấy rồi, là cái tâm thức tập thể này đó, tâm thức tập thể này đó, nó tới mình gọi là collective consciousness. Collective consciousness là tâm thức tập thể, collective consciousness, tâm thức tập thể. Từ đấy đó mà tới cái tâm thức mà nó vĩ đại vô cùng đó, gọi là tâm thức mạng lưới. Tâm thức mạng lưới mà mình gọi là cái web-like consciousness, web-like consciousness là một sự tiến hóa. Và sự tiến hóa này đó là đi từ cái chỗ mà mình gọi là vị ngã đấy bạn này, vị à, xin lỗi, vị tha đấy, lộn, vị tha, mà đi tới cái vô ngã. Thì bây giờ mình đang trên đường giải thích làm sao ở giữa cái khoảng vị tha này và vô ngã này, là có một cái giai đoạn mà mình gọi là cái tâm thức này đó, nó bắt đầu diễn biến, nó chuyển từ collective, từ tâm thức tập thể mà chuyển từ 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 ra mạng lưới. Thì bây giờ mình, nếu mình nhìn lại phía trước cái hình này thì bạn thấy không, là cái tôi vị này đó là mình còn có con người của mình ở đó, nhưng mà đến cái mạng lưới đó thì mạng lưới là, và từ đấy đó mình tiến thêm một bước nữa đó, thì mạng lưới vì, thay vì là tôi vì thì cái mạng lưới này là vì, tức là mình sống hoàn toàn vì cái mạng lưới, mình là cái mạng lưới và mình sống vì cái mạng lưới. Thì cái chữ trên này đó là chữ mạng lưới, là vì đó. Vì có nghĩa rằng là cái mục đích cái cuộc sống của mình là cuộc sống của cái tập thể. Bây giờ nếu mà thầy ráp từ dưới lên trên ấy, thì có lẽ là các bác sẽ bắt đầu hiểu hơn nữa. Mình đi từ vị ngã, mình tới cái vị tha, tâm thức vị tha, và tới tâm thức vô ngã. Thì mình ở dưới này ấy, thì mình sẽ bắt đầu có, thầy để cái này chút xíu đây này, rồi ở đây ấy, thì tôi có, tức là tâm thức của cái chữ có. Ở giữa này đó thì cái tâm thức của mình là tôi, là tới cái vị tha đó thì mình là tôi vì. Rồi ở giữa cái tâm tôi vì này đó thì mình bắt đầu có một cái hình thức mới. Hình thức của mình đó là mình gọi là collective, là cái tập thể. Ôi giời, cái mực nó bự quá, thầy biến cái mực nó nhỏ xíu các bạn nha em. Rồi thì ở giữa này đó, thì là mình có cái tập thể hay là cái trí huệ tập thể được mình gọi là cái tâm thức mà nó tập thể. Ở dưới này là cái tâm thức, cái này gọi là tâm thức cá thể. Và giữa tâm thức mà vị tha và vị ngã này đó, thì ở ngay đây đó, thì mình có cái tâm thức mạng lưới, là bắt đầu tâm thức mạng lưới. Tâm thức mạng lưới. Và trên này là hoàn toàn cái tâm thức mạng lưới. Phía trên này nữa là tâm thức mạng lưới hoàn toàn. Và mình sẽ tới cái chữ tâm thức mạng lưới quang minh. Nhưng mà các bạn biết đấy, cái mạng lưới này là cái mà transition này đó, nó có một cái đặc tính của nó. Là bởi vì cái tâm thức tập thể này đó thì mình không còn nói là cái tôi là cái gì? Tôi là tập thể. Tôi đó bằng cái tập thể.
Còn bây giờ trên này đó, cái tối đó, nó là mạng lưới. Thầy viết cái chữ này là nhé, các bạn, tôi này là tập thể, trên này đó, tôi là mạng lưới, thầy kéo cái này lại. Còn trên này là tôi vì mạng lưới. Sau khi viết như vậy rồi đó, thì bây giờ đó, thầy xóa cái chữ này đi, thầy xóa cái chữ này đi, mà thầy sẽ viết lại bằng cái chữ là mạng lưới. Vì cái tôi này, cái identity này không phải là cái tập thể nữa. À, xin lỗi, là không phải là cái cá thể nữa. Thì các bạn thấy trên này cũng vậy, cái tôi này nó trở thành là cái mạng lưới. Tức là cái chủ thể không phải là cá thể, là cái tôi nữa, cái này gọi là cái chủ thể. Cái chủ thể này nó không còn là cái tôi ở dưới này nữa, cái tôi này này, các bạn thấy cái tôi này này. Cái tôi này là cái chủ thể rõ ràng, tôi là mình đó này, cái mặt của mình đó này, đây là cái tôi này, hình hài cái sức sống của tôi đây này. Nhưng mà bằng từ cái vị tha trở lên đó, thì cái tôi đó nó không phải là mình nữa, nó là cái gia đình của mình, cái tôi đó là cái cộng đồng của mình, tôi đó là cái quốc gia của mình, tôi đó là cả một cái nhân loại, cái tôi đó là cả tất cả chúng sinh. Cái đó là cái khó hiểu nhất, nhưng mà đồng thời cái đó là cái mà rõ ràng nhất đó, để mà hiểu rằng đó là cái sự tiến hóa của cái con người của mình. Và cái sự tiến hóa đó là rất là quan trọng, là bởi vì cái tiến hóa đó nó cho biết rằng đó là khi mà bạc tới cái chữ vô ngã, bạc tới cái tâm thức mạng lưới đó, thì xin hỏi là cái người của bác, lúc mà bạn bắt đầu vì ngã đó và đến lúc vô ngã đó, hai người đó là một hay là hai? Bất gì, không khác nhau gì trơn. Cái người này và cái người kia là không khác, bất gì có nghĩa là không khác, nhưng mà đã thay đổi rồi. Bà hỏi con nhông và con bướm là một hay là hai? Bất gì là không khác nhau, nhưng phải là một không? Không phải, vì con nhông nó đã thay đổi thành con bướm rồi. Nếu mình nhìn như vậy đó, thì mình bắt đầu thấy cái sự tiến hóa của cái câu chuyện sắc bất gì không. Nhưng mà con nhông có phải là con bướm hay không? Phải. Làm sao nó cũng phải được. Không có con nhông thì không có con bướm. Con nhông, con kẽn đó, con sâu đó. Nhưng mà con sâu và con bướm là hai cái vật thể khác nhau, mình nhìn thấy khác nhau. Nhưng mà từ con này mà ra con này, nếu bác bắt đầu hiểu cái sự tiến hóa, thì là từ cái bản ngã đây nè mà mình lột vỏ ra để mà cái chân tâm mình hiện ra từ từ. Cho nên đó, cái chân tâm mà mình thấy nó hiện ra sau cùng cả đó, nó không phải là từ cái bản ngã này mà, không phải là do cái bản ngã này mà có, không phải từ cái bản ngã này, chỉ còn cái bản ngã nó mở ra, nó tan ra thì cái chân tâm nó hiện ra thôi. Cho nên mình không thể nói rằng cái chân tâm đó nó khác với cái bản ngã. Thì không có cái bạn ngã làm sao có cái chân tâm được, mình không thấy được đâu, đâu còn gì để mà nói. Nhưng mình cũng không thể nói rằng là cái bạn ngã đó là nó là chân tâm. Tại mình từ đây ra, mình nhìn từ cái chỗ này ra thì mình thấy cái bạn ngã và chân tâm hai cái này khác nhau vô cùng. Bây giờ đó, thầy thấy các bạn đang lơ mơ, thành ra thầy sẽ vẽ đây là con sâu. Ok, con sâu đây. Và đây là con bướm. Bướm. Thì bạn thấy đó, con sâu và con bướm hai cái nó khác nhau. Con sâu và con bướm hai cái nó khác nhau, nó không giống nhau, nhưng mà không thể tách rời ra, vì con sâu là cái tiền thân con bướm. Như thế thì là mình dùng cái ví dụ này để mình nói đấy, khi mình chưa ngộ đó, thì cái bọc này là cái bọc mà nó chặn cái hào quang ở bên trên bạn này. Đây là hào quang của mình, nó không thể phát ra được. Tới đây là cái hào quang nó phát ra rồi. Cái hào quang của mình nó phát ra. Cái chân tâm nó hiện hiện. Đây là cái chân tâm của mình đó nè. Đó. Còn đây là cái ngũ âm nó đang bọc cái chân tâm của mình. Cái màu đỏ đỏ này là cái ngũ âm, nó bọc cái chân tâm của mình.
Thành ra đó, mình không thể thấy được cái chân tâm và mình chỉ thấy cái bọc đỏ thôi. Nói cách khác đó, nếu mà mình thấy là con người mình lúc đầu là cái mặt như vậy và mình chỉ chú ý vào cái con người cái mặt thôi, nhưng mà tới trên này đó, tới cái chỗ mà cao như con bướm đó, thì mình không thấy nữa mà mình chỉ thấy tất cả đều là cái ánh sáng quang minh mà thôi. Dưới này là mình gọi là thấy cái mặt của mình. Còn trên này là mình thấy cái hào quang hay là cái chân tâm hào quang đi. Mình biên dịch cho dễ hiểu. Nhưng mà các bạn thấy đây là một cái sự tiến hóa vô cùng. Từ cái chỗ là mình nhận ra cái mặt ra, cái nhận ra cái hào quang, cái ánh sáng bên trong. Thì các bạn thấy không? Là từ cái chỗ là mình chỉ biết ngủ uống thôi. Đây này, mình nhìn ngủ uống thôi này. Và bây giờ mình tu vào tới cái chỗ đó. Là mình tiến hóa để mình thấy cái quang minh của chính mình. Thì cái sự mình tiến hóa đó là rất là quan trọng trong cái cách mà mình nhìn. Nếu mà mình vẫn còn ở khúc dưới, tức là cái khúc mà mình gọi là con sâu đó, thì mình thấy mọi chuyện là mọi chuyện, sắc tức là sắc, thọ là thọ, tưởng là tưởng, hành là hành, thức là thức, âm là âm. Nhưng mà khi mà mình ở trong cái giai đoạn mà trên cao đó, là giai đoạn con bướm đó, thì mình thấy rõ ràng đâu có gì khác đâu, vì tôi từ chỗ đó mà tôi tiến hóa ra mà. Tôi bị bọc ở trong ngũ uẩn mà bây giờ tôi phá cái bọc nó ra rồi, tôi để cái quang minh nó ra rồi. Thì bây giờ tôi khi tôi nhìn lại đó, thì tôi đâu thấy cái khác gì đâu, không có cái bọc làm sao mà có quang minh được. Quang minh dù nó luôn luôn tồn tại, nó vĩnh viễn tồn tại, nhưng mà không có cái bọc, không có cái bản ngã đó, thì làm sao mà tôi biết được, tôi thoát ra được. Cho nên cái đó là một cái rất là quan trọng, là bởi vì nếu cái bọc nó không, tôi chỉ là quang minh thôi, tôi không có dính dạng gì về cái ngũ uẩn cả, thì như vậy thì không có chuyện gì để nói cả. Cho nên mình phải nghĩ rằng đó là một sự tiến hóa, là cái bọc nó cột, nó trói cái quang minh lại. Bây giờ cái bọc nó phá ra, quang minh đi ra. Quang minh không phải là cái bọc, nhưng quang minh không thể tách rời cái bọc là được. Không có cái bọc thì mình không bao giờ biết đâu là quang minh, đâu là chẳng là quang minh. Không hiểu tới đó rồi thì các bạn có hoài nghi, thì bạn có thể khó hiểu lắm không? Nhưng mà nếu các bạn khó hiểu lại thì thầy xin trở lại trong cái hình ảnh mà thầy vẽ đầu tiên đây. Các bạn thấy con người mình đi như vậy nè, bây giờ thầy làm lại một cái câu chuyện mới, mà để mà câu chuyện này là chỉ là minh họa cho hồi nãy thôi. Lúc đầu bạn thấy cái mặt mình bự vô cùng, và bao nhiêu cái mũi tên điều chĩa vào mình, cái mặt của mình cả. Đó, mình sống là vì cái thể diện, sống vì là cái danh vọng, sống vì cái mình, cái tôi, sống vì cái này. Từ từ đó, mình tới cái chỗ là cái mặt nó nhỏ hơn, cái người mình lớn hơn, để cho mình làm được nhiều chuyện hơn. Cái mà chỉ vào thì ít hơn, nhưng mà cái đường mà mình quan hoài thì nó chia ra nhiều hơn. Và mỗi đường quan hoài đó là có một chúng sinh để cho mình phục vụ, để cho mình quan hoài, để cho mình thương, tha thứ. Rồi xong rồi đó, là bây giờ mình tiến là cái chỗ là cái cả cái thân mình nhỏ xíu, và mình có rất nhiều cái người mình quan hoài, cả một cái gia đình, cả một cái cộng đồng, và cả một cái xã hội để cho mình đem tới hạnh phúc. Mình sống vì cái xã hội đó. Đó, bạn thấy không? Là cái đường mình trắng ra, nhiều khi chỉ có một cái đường hoặc là hai đường xanh thôi. Và mình sẽ tới một cái chỗ bây giờ đó, mình đem hết cái này đó, rồi mình cho nó nhỏ lại, thiệt nhỏ lại. Rồi bây giờ mình tới một cái đoạn ba đó, là cái đoạn đó, là bây giờ đó, là nó chỉ có cái đường ra thôi. Mà cái đường ra này đó, các bạn không tìm được cái điểm mà đang đen ở giữa nữa. Điểm đen này bây giờ mất ra rồi, mà nó chỉ là cái đường ra ngoài này, cái sự lan tỏa của cái lòng vị tha của bạn tới cái chỗ thành cái màng lưới. Đây là thầy việc chậm, đây là những cái người xung quanh hồi nãy đó, những cái người mình quan hoài đó, đó người này đã quan hoài đây. Và bây giờ đó thì là nó tới cái chỗ là cả cái màng lưới này luôn rồi, tức là không còn cái ngã của mình, mà cái tôi đó là cái màng lưới. Bên này tôi đó là gia đình này, mình nghĩ tới gia đình. Tôi đó là cái tập thể này, tôi là cái đoàn thể thôi. Đó, con này tôi nè thì vì người khác, vì tha nhân. Còn cái tôi đó là
tôi tập trung vào cỏ thôi. Ở giữa hai cái này là tôi, là tôi, là tôi có, tôi là tôi vì này, rồi đây là tập thể có, tập thể vì này, tập thể là này, rồi tôi cùng tôi là cái mạng lưới, rồi mạng lưới vì mạng lưới. Các bạn thấy rõ ràng là cái sự tiến hóa này là nhìn nó như vậy. Các bạn thấy cái hình cuối cùng đó, mình không tìm được cái điểm đen, nhưng mà cái hình mà số 3 này, 1 2 3 và 4, hình số 3 đó mình vẫn tìm được cái điểm đen ở đó, vẫn còn cái ngã ở đó. Mà cái điều cái ngã đó đó là cái tôi đó, là cái gia đình hoặc là tập thể, chứ không phải là cái tôi này là cái cá thể nữa. Trong giai đoạn này tôi đó vẫn là cá thể, vẫn là chính mình. Cái tôi này chưa phải là cái tập thể. Nhưng phía trên tôi là cái mạng lưới. Thì việc như vậy có lẽ là rất là rõ, và các bạn thấy sự tiến hóa nó đi từ từ lên, và nó làm cho mình thấy rằng là con người của mình nhiều khi đó mình chưa có biết rằng đó, cái bất gì không đó, sắc bất gì không, nó không phải là cái tư tưởng của người dưới này, mà nó là cái tư tưởng của người trên kia, số 4. Các bạn xin nhìn lại cái hình đó, thì cái mà mình gọi là cái tâm thức đó là sắc bất gì đó, là cái tâm thức trên này, còn cái sắc tức là sắc nằm ở dưới này, sắc là sắc. Sắc bất gì không đó là ở cái tâm thức số 4 mà thôi. Đó, chứ không phải dưới được. Tại vì bạn thấy không, cái ngã này biến mất rồi, thành ra nó không còn để cho mình thấy nữa. Thì từ trong cái chỗ là không còn cái bản ngã đó, thì mình mới thấy được cái bản tánh của vật chất, bản tánh của cái tôi. Vì sắc thọ tưởng hành thức đều là, mình gọi là đều là thuộc về cái bóng tối, thuộc về cái mặt đó. Như vậy thì nếu mà tóm gọn lại, mà để cho bạn nhớ đó, cái mặt mà mình đang vẽ đây đó chính là cái biểu hiện của sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức năm ấm, năm uẩn. Như vậy thì rõ ràng đây là cái bản đồ mà cái năm uẩn từ từ nó biến mất, để cho mình chỉ còn thấy cái chân tâm. Và khi mình đạt tới cái bước số 4 đó, tức là mình, tôi là cái mạng lưới, thì mình sẽ thấy sắc không có khác gì với cái bản tánh Phật cả. Thầy cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Về đây là một cái đoạn rất khó khăn, nhưng mà thầy tin rằng cái cách mà thầy mà muốn tiến tới đó, không phải là vì muốn giải nghĩa cái đó, mà muốn cho bạn thấy con đường nào đã làm cho người ta nghĩ tới cái chuyện đó được. Thì con đường mà làm cho người ta nghĩ được là con đường mà chuyển hóa cái chủ thể của ngoài kinh nghiệm. Cái chủ thể đó nằm trong cái chữ gọi là chữ tôi, cái bản ngã. Đi từ cái chữ tôi có ra tôi là, tôi vì, tôi là cái tập thể, tôi vì tập thể, cái tập thể biến thành cái mạng lưới, tôi là mạng lưới, và cuối cùng cả cái mạng lưới tức là tôi đó, cái mạng lưới vì cái mạng lưới. Thì lúc mà như vậy thì bạn remove cái bản ngã của mình ra. Bạn remove tức là bạn đem cái bản ngã nó khoảng bên đi, mà thấy lại cái chân tánh, mà cái chân tánh của đó tức là chân không. Nhiều người đó rất là thích cái câu mà sắc bất gì không, có bất gì sắc, sắc tức thì không, mà không tức thì sắc. Thì ngày hôm nay là chính là mình nói tới cái câu này, và đây là cái kỳ thứ 22 trong cái loạt giảng về cái bản nhã tâm kinh. Như thầy take time, thầy từ từ thầy giảng từng phần, nhưng mà cái approach của mình là thay vì là mình nói rằng đó ý nghĩa là vì sao đó, đây là thế nào là sắc, thế nào là không, thế nào là, mình nói cái đó rồi, thì bây giờ mình nói là người ta tu sao mà tới cái đó. Mà vì cái mỗi người tu là một cái giai đoạn khác nhau, cho nên cách nhìn họ sẽ khác nhau. Cho nên mình không thể nào đó, các bạn sẽ đang ngạc nhiên là con tu hoài con không hiểu câu này là gì. Bạn không hiểu là cái chuyện rất là may mắn. Tại bạn hiểu tức là bạn đã bằng với cái người giác ngộ rồi. Cho nên không thể hiểu được, và cái sự hiểu biết của thầy chỉ là một trong giai đoạn ở dưới này thôi, chứ không phải là một cái hiểu biết mà rốt ráo đâu các bạn.
Thành ra cái sự trình bày của mỗi vị thầy và mỗi người đó đều là cái nhãn quan, cái nhìn của họ ở cái giai đoạn của tâm thức đó. Và như thế có nghĩa rằng nếu mà thầy nhìn lại cách mà thầy giảng 10 năm trước, 20 năm trước và cách lúc mà thầy vừa mới xuất gia mà sư phụ thầy kêu thầy, ôi con giảng Bát Nhã Tâm Kinh cho nghe. Thì thầy nhớ lúc đó thầy 27 tuổi, thầy ngồi thầy nói chuyện về Bát Nhã Tâm Kinh. Thì thầy thấy sư phụ thầy ngày ngồi im, ngày không có nói trơn, ngày trì chủ ngày ngồi yên, ngày không nói trơn. Nhưng mà ngài không nói gì cả là bởi vì đó không có cái gì để phê bình cả, tại vì cái trình độ thầy nó quá thấp, không có cái gì để phê bình thầy cả. Thì xong rồi ngài nghe xong rồi ngài cũng còn nói khen tốt, khen xấu, khen hay, khen dở, ngài gật đầu một cái rồi xong đoan. Sau đó lúc mà thầy ở trên vùng Calgary 1986, thì thầy nhớ là thầy có giảng về phổ hiền hành nguyện phẩm. Thì cái trình độ của thầy lúc đó nó khá chút, thầy học đạo nhiều hơn chút mấy năm sau. Nhưng mà thầy giảng thầy cũng buồn cười, thầy thấy rằng là mình hiểu thì hiểu nhưng mà chừng đó thôi, sắc bất gì không, không bất giác chừng đó, không có nhiều được. Khi thầy ở trên chùa, gọi là chùa biển đó, Long Beach Monastery đó, 1996, 97, 98 đó, thì thầy giảng về 12 cái phẩm, 11 cái phẩm đầu tiên của cái Kinh Hoa Nghiêm đó. Thì thầy nhớ thầy có một lần thầy giảng tới cái đoạn đó là sắc tức thì không có tự thì sắc, tại vì cái đoạn đó là cái đoạn rất là quan trọng. Mà thầy mention cái đoạn đó đó ở trong cái kinh mà Hoa Nghiêm. Nhưng mà thầy chợt hiểu ra rằng là tại ra cái hiểu của mình nó không có giống như cái hiểu mà lúc mà mình vừa 20 tuổi. Thì do đó cái sự tiến hóa của cái nhìn nó sẽ khác nhau ghê gớm lắm ba. Cho nên đó, mình phải nghe nhiều thầy, nghe nhiều cái vị mà đạo sư để cái trình độ của mình nó càng ngày nó càng cao, càng ngày càng cao hơn. Và đó là lý do mà thầy nghe rất nhiều. Nhưng mà nghe rất nhiều không phải là nghe về cái kinh Bát Nhã, mà nghe rất nhiều là bởi vì nghe rất nhiều về cái đề tài, nghe rất nhiều chuyện để mà cái tâm thức của mình nó từ từ nó trải rộng ra. Và cái đó là cái lý do mà tại sao khi bạn tu cái Bát Nhã Tâm Kinh ấy, thì đây là nói tu cái Bát Nhã Tâm Kinh ấy, thì mình phải tu cái thái độ là càng lúc đó mình càng rộng mở, cởi mở hơn. Nó khiến cho cái sự suy nghĩ của mình ấy, nó càng ngày nó càng mở rộng. Nhiều khi đó cái sự phê bình và chỉ trích của các bác đó nó có rất là cần thiết, tại vì nó cho biết là cái trình độ của mình ở đâu. Cái trình độ của người mà bác chỉ trích và trình độ mà của bác, tại sao bác chỉ trích, tại sao bác không chích công kích, có phải vì cái bản ngã của bác là, hay là bác vì một bảo vệ một cái tiền đề hay là một cái định đề nào, hay là vì cái mức độ cố chấp của bác đó, nó thuộc vào cái dạng đó là trở thành cái điểm mù nó mình không biết nữa, hay là cái sự cố chấp đó nó nói tới là bác một cái trình độ rất là cao, mà trình độ tu chứng rất là cao đó, nhiều khi cái cố chấp cũng rất là cao. Thế nên mình không biết được là cái chuyện gì, cho nên những cái lời chỉ trích và những lời phê bình hay là những lời mà mình gọi là critique, tức là cái lời mà định luận đó, nó rất là quan trọng cho cả người nghe, người được chỉ trích và cái người mà chỉ trích. Cho nên đó là một cái định luận đó, là người định luận nó cũng quan trọng lắm. Cho nên nó làm cho mình hiểu rằng đó là cái tinh thần Bát Nhã là tinh thần mà không ngừng vượt thoát, không ngừng vượt lên. Nói như vậy, cái tiền đề nói như vậy rồi ấy, thì cái cách mà thầy approach cái câu này đấy, thì vì thầy thấy cái sự tiến hóa thay đổi đó, cho nên thầy muốn cho biết là người ta tu như thế nào để mà ta nhìn cái kiểu đó. Cho thầy không phải ở cái chỗ đó, thầy chỉ nói là cái cách tu như thế này nè. Bảo cho thầy cách tu như thế nào, làm sao thầy biết? Thì nó dựa vào kinh hoa nghiêm mà nó bày ra sẵn rồi. Nó có tập tính, tập trụ, tập hành, tập hồi hướng, tập địa, đẳng giác. Trong đẳng giác nó có rất nhiều cái định và cuối cùng là Phật hay là diệu giác. Tức là mình thấy cái bản đồ nó đi lên như vậy rồi, thì bây giờ mình đặt câu hỏi, mình đặt ra, mình hỏi là cái người nào, cái vị Bồ Tát nào ở giai đoạn nào thì họ thấy sắc tức gì, sắc bất gì không, sắc không phải là không, không khác phải không. Và giai đoạn nào là giai đoạn mà sắc tức thì không, giai đoạn nào mà sắc và không chỉ là một thôi. Thì trong cái kinh mà Hoa Nghiêm là nói một giai đoạn rất là hay, giai đoạn gọi là viện hành địa, là cái địa thứ 7 và bất động địa thứ 8 đó. Họ nói là hai cái đó là hai cái nó break ra một cái đó, thì một giai đoạn là giống như một ví dụ là con tàu đó, nó đã ra khỏi bến. Thầy vẽ cái hình đó để mình có thể theo dõi hơn, cách chi tiết hơn. Một giai đoạn đó là con tàu nó ra khỏi bến. Thầy qua từ đây này, các bạn cho chiếu cái hình thầy thấy con tàu ra khỏi bến là chỗ đây nè, để thầy coi. Thì làm cái hình này cho nó
vừa đây đây con tàu mà ra khỏi bến ở đây này, thì cái này đây là thầy thầy việc cho bạn. Con tàu đây này, đây nó ra khỏi bến rồi, nó đang đi rồi, thì nó đi rồi, nó vừa đi, cái hình thứ nhì, cái scenario thứ nhì đó là con tàu đó nó đang ở giữa và nó không còn cập bến nữa, tức là nó chắc chắn là nó không trở lui nữa. Và giai đoạn thứ ba đó, giai đoạn thứ ba là giai đoạn mà con tàu nó đã tới bến, nó đã nhận và nó cắm neo xuống đây. Thì cái này là bờ này, cái này là bờ kia. Thì chúng sinh chúng ta đó, thì có cái dạng là mình ở bên này, mình tu bên này bằng này, mình tu bên này, mình tu bên này. Thì những cái giai đoạn này là giai đoạn mà mình gọi là mới bắt đầu thôi. Nhưng mà tới giai đoạn mà mình leo lên tàu, mình đi, tức là mình không còn ở trong bờ nữa, nhưng mình vẫn còn cái mùi vị của cái bờ để lúc mình đi ra. Và nếu mà mình đi ra ngoài này đó, thì mình sẽ tới một cái lúc nào đó, đó. Đây, các bạn thấy không? Một lúc nào đó, đó là mình không thể nào mình quay lại được nữa. Bất thối chuyển. Cái này gọi là viễn hành địa, tức là mình không trở về nữa. Mình không thể trở về nữa. Nhưng mà mình đã tới bờ bên kia chưa? Chưa. Cái viễn hành địa này là mình chưa tới cái bờ bên kia, nhưng mình không còn ở bờ bên này nữa. Và mình không còn cái tâm thức của bờ bên này nữa. Cái tâm thức mà phàm phu đã không còn nữa. Tâm thức phàm phu. Nhưng mà cái tâm thức mà của Phật đó, mình gọi là chân tâm bất nhị đó. Cái chân tâm ở bên này đó, thì mình cũng chưa có. Nhưng mình không còn là phàm phu. Và mình chưa có tới cái bờ mà mình bên kia. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà thầy định nghĩa là, đây là ý kiến của thầy thôi, là thầy định luận rằng cái giai đoạn này chính là cái giai đoạn đó mà sắc bất dị không. Bất dị có nghĩa là không phải giống, nó khác. Bất là không, dị đó là khác. Nó không khác với không, tức là cái người, cái vị Bồ Tát này đó, họ không thấy khác. Nhưng mà họ không phải là không đó. Nhưng mà tới cái bờ bên kia thì mới là sắc tức thì không. Bờ này nè, cái bờ này là sắc tức thì không. Đó. Cái họ không còn ở trong bờ này nữa, nhưng mà họ không phải bờ kia. Cái sắc bất gì không, họ đã đi ra, con thuyền đi ra tới hơn ngoài ngoài cái giữa sông rồi. Và cái giữa sông này mình vẽ cái đường này là đường giữa sông này bạn ạ. Thì cái người này họ không còn đi về là chắc chắn đi về, họ đã ra khơi rồi. Họ đã hoàn toàn đi tới một cái giai đoạn mới rồi. Họ không trở về nữa. Nhưng mà cái con tàu số 1, đây là biển con tàu số 1, con tàu số 2 và con tàu số 3. Con tàu số 1 mình ra đây rồi, nhưng mà mình có thể bị sóng đánh trở ngược lại. Nó tới đây rồi, nó cũng có thể bị đánh ngược lại. Nhưng mà giờ qua ra qua nửa biển rồi đó, thì nó chỉ có tiếp tục để tới thôi. Cho nên cái viễn hành địa này là rất là đặc biệt. Là nó cho biết là mình đã rời khỏi cái bản ngã, rời khỏi cái mình gọi là cái ngã tướng rồi, rời rồi. Nhưng mà mình chưa có đạt tới bên kia thôi. Thì kể khi mà cập bờ đó là cái đoạn mình gọi là bất động địa. Cái bất động địa là bát địa. Bất động địa là cái địa thứ 8. Mình viết số 8 đây. Viễn hành địa là địa số 7. Và cái con tàu đó mà mình đi ra ngoài đó, mình rời khỏi cái bến đó, là con tàu đó là mình gọi là hoan hỷ địa. Là mình không còn ở trong bờ nữa, mình hoàn toàn ra ngoài rồi. Là cái văn số 1 đây là hoan hỷ địa là số 1. Để các bạn miệng viết vô. Thì nói như vậy thì các bạn thấy đó, là cả một cái sự suy nghĩ rất là quan trọng của con người của mình. Thì nói cái chuyện mà cái hành trình mà đi lên đó, đi trực tàu, nó sẽ có cái chuyện, nếu mình nghĩ cái ví dụ đó thì mình thấy là sẽ có cái giai đoạn đó là mình ở nhà thôi, mình chưa có đi. Giai đoạn mình quyết tâm mình đi, mình ra đường đi. Rồi mình tới cái bến. Rồi xong rồi đó, mình lên chiếc tàu, nhưng mà tàu chưa rời bến. Thì khi mà tàu nó rời bến rồi thì mình thiệt.
Thì bác cứ nghĩ cái cuộc hành trình như vậy đấy. Khi mà còn ở nhà là còn phàm phu tục tử cực kỳ. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình ra khỏi cửa đó là mình bắt đầu hướng vào một cái chuyện tu hành đó, nó cao sâu hơn chút. Thì cái đó gọi là thập tín. Rời nhà ra thập tín. Bác lấy xe, lên xe, bác chạy tới cái hướng của cái bến. Cái đó là thập trụ rồi đó. Rồi bác tới được cái bến là thập hành rồi. Bác leo lên chiếc tàu thì gọi là thập hồi hướng. Nhưng mà con tàu nó rời khỏi bến ấy, thì gọi là thập địa, hoan hỷ địa, địa thứ nhất. Tới nửa dòng bến ấy, thì gọi là viễn hành địa, cập bến thì gọi là đề bạc địa. Khi mà bạn bước lên lên cái bờ đó, thì cái đất tức là bạn là đề cựu địa và đề thập địa, là pháp vân địa đó, là bạn bắt đầu trở thành Phật đó, là cái Phật địa đó, là từ đó rồi là một cái thế giới khác, một cảnh giới khác. Nếu bạn suy nghĩ theo cái kiểu mà thầy suy nghĩ thì bạn sẽ thấy rằng đó, là có cái giai đoạn đó mà mình gọi là bất gì không, thì mình thấy là cái sắc nó không khác gì về không cả. Mình đã ra khỏi cái biển rồi, mình không còn thấy cái trần tục phía sau nữa. Nhưng mình đã tới bến chưa? Khi mình tới bến thì sắc tức thì không. À, nếu mà từ từ mình suy nghĩ như vậy thì bạn bắt đầu thấy rằng là cái câu đó đó là nhiều khi mình chỉ nghe mình không hiểu được. Tại vì nó không phải thuộc vào giai đoạn là mình để cho mình hiểu. Nó không thuộc vào trong cái phạm trù đó là mình hiểu, mà nó cho mình biết là cái hướng đi của mình phải từ từ đi tới đó. Và cho biết rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hay Đức Quán Tự Tại đó là Ngài thật sự là Ngài thấy là bất gì không rồi, rồi Ngài thấy nó tức thì không. Tức là Ngài đúng là Ngài cho mình thấy con đường đi ra bên kia. Nhưng mà cái câu ngược lại, sắc bất gì không, không bất gì sắc, thì câu đó nó có một cái mùi vị như thế nào? Nó có phải là chỉ là một cái cách là mình nói ngược lại hay không? Hay là đó là cái nhìn của người từ bờ bên kia mình nhìn qua? Thì cái muốn mà hiểu như vậy thì bây giờ đó, mình có một cái phạm trù khác, mà mình có một cái bản đồ khác. Cái bản đồ đó thì thầy gọi là bản đồ xuất tục nhập thể. Xuất tục đó là khi mình ra khỏi cái cuộc sống của mình, ra khỏi cái bóng tối của mình. Thầy vẽ cái bản hình nghe nha. Theo như thầy, cái triết lý của thầy thì thầy gọi là xuất tục và nhập thể. Và đây là hoàn toàn là cái kiến giải của Hoa Nghiêm. Mà tại sao đó, cái kinh mà Bát Nhã này mà tại sao mà thầy gọi là giảng theo kinh Hoa Nghiêm, là bởi vì đó, thầy muốn cho các bạn biết rằng đó là cái nhìn của thầy về cái Bát Nhã Tâm Kinh này nó khác. Nó không giống như thử là cái gì đó, cái cách mà mình suy luận về thì bây giờ đây đó, cái sự thế nào nó xúc tục. Khi mà mình ngồi đó, mà mình ngồi thiền đó, mà mình ngồi về chính mình thôi đó, thì mình sẽ bắt đầu thiền. Cái thiền này đó, làm sao đó để mình xuyên phá qua cái ngủ ấm hay là ngủ uống. Thì thầy đặt cho cái tên mà của cái loại thiền này đó, hay là cái sự suy nghĩ này, thì thầy gọi nó đó là cái trước hết là mình tự mình tu, mình gọi là practice, mình gọi là self practice. Xuất tục có nghĩa là self practice. Và lúc đó con mắt mình nhắm lại, cái mắt nhắm lại, tức là cái thế giới của mình là mình chỉ về mình thôi, mắt nhắm, và cái đó là cái thế giới, cái vũ trụ của chính mình thôi. Nhưng mà nhập thể lúc mình mở mắt ra, mắt mình mở ra, mình mở mắt và mình hoàn toàn đó không phải là self practice nữa, mà mình sẽ sống với người ta. Thì đây thầy vẽ cái hình là bạn đứng lên, bạn nắm tay người khác đây, thấy chưa? Và thầy nói rằng cái con mắt mình mở ra rồi, và mình mỉm cười để biết rằng là mình có cái sự nổi tay nổi lòng. Cái này không phải là thiền, mà cái này là gọi là sống. Mình sống cái gì đó đó thì đây nó hiện ra ở đây. Thành ra cái thiền với cái sống là hai cái loại khác nhau. Thiền là thiền mà sống là sống. Thiền là chỉ là có một thời gian này mình thiền thôi, nhưng mà sống thì không có. Cho nên thầy đặt cái tên cho cái này đó, không phải là self practice, mà gọi là cultivation with others. Cultivation tức là tu hành, with others là người khác. Thì cái phần này ấy, thầy đặt tên là tu hành, và cái phần này thầy đặt tên là tu luyện. Hai cái phạm trù này nó hoàn toàn là nó khác nhau và nó liên hệ với nhau, là bởi vì ảnh hưởng lẫn nhau. Mình không có thể nào đó mà mình
chỉ có thiền mà không có sống, mà không thể nào là mình là người tu mà sống mà không thiền được. Thế nên hai cái phạm trù này đó nó giống như thử là nó chặt chẽ liên hệ với nhau. Và vì nó chặt chẽ liên hệ với nhau đó, cho nên đó, là mình có cái chữ đó là xuất tục nhập thể, nó đi liền với nhau, gắn liền với nhau. Một cái cụm từ bốn chữ. Thì đây là cái trademark của thầy, hay là cái signature của thầy, cái mình gọi là cái bảng hiệu của thầy, là bởi vì thầy sau khi đọc kinh Hoa Nghiêm rồi thì thầy tóm tắt kinh Hoa Nghiêm đó, cái phương pháp luận kinh Hoa Nghiêm bằng bốn chữ xuất tục nhập thể để cho mình dễ tu thôi. Chứ còn cái triết lý mà sự sự vô ngại pháp giới nó thì thầy sẽ connect với cái này sau. Nhưng mà cái đó là cái bản đồ để mình tu. Thì nếu mà bạn nhìn tới đây đó thì bạn sẽ thấy cái sự phức tạp của cái chuyện tu hành như thế này. Thầy sẽ copy hình này lại và thầy sẽ paste lại đây. Sự phức tạp nó như thế này các bạn nè. Sự phức tạp của cái chuyện xuất tục và nhập thể đó, cái mắt nhắm và mắt mở lúc tu hành và tu luyện đó, thì khi mà bạn đánh thai chi đó, thì thật sự ra là bạn không phải nhắm mắt, bạn mở mắt nhưng mà bạn tu luyện. Thì cái nhắm mắt này đó, nó chỉ nói rằng là nhìn vào tâm linh. Nó nhìn vào tâm linh, mình nhắm mắt lại tâm mình với mình mà thôi. Gọi là nhắm mắt. Mà khi mình mở mắt ra đó, thì mình nhìn người, đối tượng là người. Mà khi nhắm mắt là đối tượng là mình. Cho nên đó, mình modify cái định nghĩa này bằng cái chữ là thay vì nói nhắm mắt thì mình nói là đối tượng là ta. Đối tượng là mình thôi. Là mình. Tức là self đó. Còn bên này đó, cái đối tượng đó là tất cả, là người, là sự việc, là quan hệ, tất cả cái gì đó mà trong cuộc sống của mình đều là đối tượng khi mắt mở. Thì cái mắt mà nhắm đó, cái này đó thì nó có sinh ra, sản sinh ra một cái chuyện mà mình gọi là cái bóng tối. Thì khi thiền là cái gì? Tại ra thiền, thì tại ra thiền là xuyên qua bóng tối. Thì paste lại một lần nữa vào đây. Thì tại ra cái thiền này đó là mình làm sao mình xuyên cái bóng tối. Thầy vẽ cái này lại cho bà coi ha. Thầy xóa mấy cái chữ này đi. Các bạn thấy cái mũi tên của anh chàng này trên đầu này không? Đó. Thì tại ra cái thiền đó là mình xuyên qua 5 tầng bóng tối. 5 tầng này đó thì tại ra nó gọi là ngũ âm, cái này gọi là sắc dưới này. Thọ, tưởng, hành và cuối cùng cả là thức. Đây, thì tại ra cái chuyện của mình làm, Đức Minh Tú là mình làm sao mà xuyên qua. Mà xuyên qua tức là cái gì? Thì xuyên qua cái này đó. Thì bây giờ thay vì mình việc cái nhập thể đấy thì thầy xóa cái này đi. Thì xuyên qua ngũ âm hay là ngũ uẩn. Mà xuyên ngũ âm thì ngũ âm này là cái gì? Thì trong cái chữ mà thay đổi là từ uẩn mà ra ấm đó, uẩn đó là chỉ là cái tù thôi. Nhưng mà ấm đó thì tả ra nó là cái bóng tối. Cái sự thay đổi của cái chữ này đó là nó thay đổi ở trong kinh Lăng Nghiêm là rõ ràng. Như vậy xuyên qua bóng tối, cái gì có thể xuyên qua bóng tối? Thì cái mà xuyên qua bóng tối chính là ánh sáng. Ánh sáng đó phải ở đâu ra? Phải từ trong tâm mà ra, trong chân tâm mà ra. Trong chân tâm. Thì do đó đó, khi mà mình nói là mình tu để mà thấy cái ngũ uẩn giải không, tức là mình nhìn xuyên qua sắc thọ tưởng hành thức. Mà cái nhìn đó cũng có thể nói rằng là cái cách mà cái tâm thức của mình, cái trí huệ của mình nó nhìn xuyên qua, nó nhìn xuyên suốt qua được. Thì nếu mà nhìn xuyên suốt qua được thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là ánh sáng từ tâm của mình nó phải lan tỏa làm sao mà nó xuyên qua được. Bởi vậy cho nên á, cái điều này nó đưa tới một cái điều rất là lý thú, là kinh Lăng Nghiêm đó mà dạy chúng ta đó làm sao mà định luận và định nghĩa năm cái âm đó lại. Nếu bạn nói là năm uẩn đó thì mình có cách làm sao mà tu cái năm uẩn đó. Nhưng mà nếu nói năm ấm đó thì ở trong cái chuyện mà tôi ngồi thiền đó, thì mình phải làm sao phát triển
cái trí huệ để mà xuyên thục năm ẩm đó. Các bạn chờ để mình sẽ tiếp tục nói tiếp nhé các bạn.